Ok, hello xin chào mọi người, chào mọi người lại trở lại với cái channel của mình nhá Mình là Nam Tài Xỉu đây Tiếp tục với anh em ngày hôm nay gọi là đi kiếm tí tiền, gọi là ăn cháo Các anh em bên thi đường nó chơi nhá Thế là thì nói thì kiếm tiền ăn cháo thì nó hơi uh, hơi quá Nhưng mà thật sự mọi người may uh, cũng hơi bí tí Ngày có vốn còn 15 triệu, một up lên khoảng cỡ 30 triệu uh, Với anh em, nãy thì mình có đơn một kèo rồi Nhưng mà kèo này cũng hơi bị bể một tí Nói chung là cũng không gọi là quá thua ấy Đấy thì nói chung là cũng hơi căng hôm nay mình cũng muốn gọi là áp dụng công thức chơi tài xỉu gọi là bên tài xỉu 30 giây xem là cái mẹo gọi là bẻ thánh dự đoán nó còn hiệu quả hay không nhá và với vốn của mình là 15 triệu này thì có thể nào lên được khoảng gấp đôi vốn thôi nói thật các bạn là để một 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 lần mà gấp đôi vốn như này ấy, nó rất là nhiều cái uh, chiều gọi là tiêu cực ấy. bởi vì là ví dụ cầu thua một tay hai tay thôi là mình cũng kiểu dễ bị rén anh em ạ không dám bem luôn nhưng mà hiện tại nhìn thấy cầu một một mình cũng hơi rén anh em này ui mày quá vừa vào là hút luôn một cây này thơm này à, cầu cầu 12 này thì cũng hơi hơi căng mọi người ạ. không biết là bem như nào cho nó hợp lý thì mình sẽ bắt cầu một ba thử luôn nhá à, mình sẽ đánh uh, cây này 4 mét thôi anh em nhớ này khi mọi người bẻ thánh dự đoán này á thì mọi người nên cân nhắc đó là xem cái số lượng người ta thắng bao nhiêu ván rồi thì mọi người bem nhá bởi vì cái tỷ lệ thắng là quyết định là mà anh em đã ăn được kèo hay ít đấy anh em ạ đánh to hay đánh nhỏ đấy đừng đùa với rùa anh em Đài nào Ui biết ngay mà biết ngay mà nhanh nhanh một tí thôi là là, là không ổn rồi à ya. rồi Ok không sao chứ mà cầu nhảy đến ba thì cũng hơi bất ngờ một chút ở cái chỗ là nhảy thấy nhanh quá thì à, Bây giờ mình sẽ đánh thêm một cây nữa đây, anh em cầu chạm một mà là mình sẽ cây này khoảng cỡ 6m mét. 63 mét là hợp lý nhất Hãy chơi game kiếm tiền uh, chủ yếu nhưng mà nếu như mà uh, chỉ vì gọi là một chút gọi là cố chấp thôi thì đi luôn cả một gạ một 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 thời gian mà mình nghĩ là mình chơi hát hay là mình uh, nghĩ cầu các thứ nó ấy thôi anh em nào cứ thử thua hai tay ba tay thông tin tiếp xem lúc đấy bắt đầu cay mà nó không giữ được bình tĩnh thật sự các bạn luôn chỉ có ra đường nước ra đảo thôi cứ thua hai tay ba tay mà không giữ được bình tĩnh là auto hôm mấy là ra đảo không phải nói nhiều trời ơi À, cái này mình sẽ đánh tài là đẹp nhất này nhưng mà mình sẽ bỏ một tay nha không bem nha bởi vì mình đang vẫn nghi là mình đang chạy bệt à, nói về con thi đường mà chơi thì cũng phải nói đến là, sự bệt của con game này cực kỳ là bệt luôn mà một khi mà bệt rồi thì 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 thì, thì đánh đâu cũng phải ấy luôn anh em một Thánh dự đoán này bắt căng đấy thành dự này, bắt, bắt 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 căng phết đấy, anh em ạ đùa đâu ừ, nhảy 16 cái này nhảy 16 thì mình sẽ bẻ nha vẫn là nó này đúng không mình sẽ bẻ cây này cái xỉu này làm cây 8 mét chốt đơn luôn này một ngày mình chờ đi tầm máy phiên thôi không cần nhiều cố gắng là nằm đấm ăn xôi thôi mọi người ạ. À. Nếu như tôi tay này mà thua thôi hạn tôi chỉ lỗ khoảng cỡ một triệu thôi. Như vậy thì tôi nghĩ là vẫn là một cái con số mà khá là ổn. Nhưng mà lũm ui không có từ nhưng thôi anh em ạ. 552 thánh dự đoán này bắt căng quá anh em ạ bẻ như này là áp dụng công thức là auto the sai rồi bẻ thắng bẻ đánh dự đoán này bây giờ là không còn gọi là ngon ăn như trước rồi anh em ạ nên là anh em mới cân nhắc trước khi mà bem kèo nhá tôi là tôi cũng thấy hơi hoang mang rồi đấy mình bắt theo không nữa tôi nghĩ là cây này tôi vẫn theo đi cho chắc ăn anh em ạ chứ gọi là bắt đồng một tí thôi cũng gãy kèo cũng không được lắm anh em ạ mình sẽ gấp nhá thì mình sẽ đi gấp nha anh em nhá vẫn lụm này thấy chưa thánh dự đoán này mày gặp được ông này cũng cao thủ đấy nhưng mà đây mình có thấy cầu 123 hai ba này một hai ba đồng sẽ bốn ba hai một đi mình sẽ bắt bốn ba hai một tức là mình sẽ bắt cái này 15 triệu luôn tức là mình làm tay kết luôn thì cũng được nhưng mà mẹ đưa bảo cầu bắt bẻ thành dự đoán xong Anh nha à, mẹ đừng dấn ngang anh em ạ không dám bem luôn thôi mình sẽ bỏ qua tay này một tay đi thứ nhất để an toàn thứ hai nữa là để không có bị đâm sai vốn nữa xem mà mình với cả thánh đoán cũng đang bắt cao mà. đấy biết ngay mà may quá tôi đang định đánh xỉu nhưng mà may may sao lại dừng lại ở khúc này bốn bốn không nào <laughs> 44 cũng là một con số cũng khá là lớn đấy Rồi mình sẽ đem nốt cái cây cuối anh anh nha em nhá Chốt đơn với anh em luôn Ngày 10 14 15 m Lẻ 500 000 15 mét rưỡi Lụm tay này nữa thì là nghỉ luôn Đăn luôn ngày hôm nay Đấy, hôm nay mình cũng bỏ vốn cũng khá là to rồi Lũ Trời ơi Quá là tuyệt vời luôn anh em Cầu 44 bắt phải chuẩn như thế cho anh em Rồi Thôi chắc là clip mình hôm nay mình chắc cũng chỉ chốt đơn lãi này thôi anh em Đánh khoảng cỡ 6 tay thua mất hai tay Thì nói chung là tay kết thì nó lúc nào cũng phải gọi là đánh cái chắc ăn nhất rồi anh em Đấy may quá mày lại được lụm rồi Thì kéo may mình về bờ rồi nên mình cũng chả có lại là ăn tham với anh em làm gì nữa cho mất công ra Thì anh em mới vào kênh của mình cho mình xin một like một ký kênh nhá Và đừng quên cho mình xin cái thông tin liên hệ của anh em Tức là cái để mình liên lạc với anh em ạ Có thể là điện thoại này, zalo này hay là có thể là link telegram hoặc là link facebook mình sẽ IB trực tiếp cho tất cả các bạn để mình đọc lá tất cả bạn nào mà đang comment ở bên dưới phần video này nhá mình vẫn đọc lá anh em thường xuyên thôi hôm nay thì bú cũng khá khá thì mình đọc lá cũng khoảng cỡ là năm chục một trăm một người kiểu kiểu vậy đi ok chưa bye bye mọi người nhá đừng quên cái kèo của mày quá ngon rồi